Hôm nay trở lại đây, được Mạnh Thường Quân sửa cho cái nhà kết nối tới chị Diệu Liên An. Thì có nhờ duyên tới đây để coi thử sau khi dọn dẹp nhà ông sao nè. Ông ngủ á. Ông ơi! Ông ơi! Quen không? Bên đây có nhà mới lên thêm mông nè. Trời ơi, bữa nay có bếp rồi, sạch sẽ ha, nhà mới nha, ngon lành luôn. Cái gì kiến không đây? Bữa nay có son, nồi, chén, đũa mới luôn, bếp mới luôn. Ây chà, đồ ăn bữa nay ngon ha. Đem cơm cho ông nè, ông ăn cơm chưa? Cứ mỗi lần lên là ông ăn cơm à. Bữa nay làm cái nhà mới mừng không? Cái mốt nè, có rồi. Cái mắm có rồi mà. Đây rồi, ăn của ông sữa bánh này, còn y nguyên nè. Rồi là kết nối, duyên kết nối từ chị Diệu Liên An. Nước cũng bơm đầy cho ông luôn rồi. Kết nối từ chị Diệu Liên An hỗ trợ cho ông làm lại cái sàn nhà này, cái nền nhà. Hôm nay là toàn cảnh mới của ông, rất là đẹp. Bữa nay có nhà mới không, mừng không? Mừng không? Bữa nay ông có nhà mới không, mừng không? Cơm, đem cơm cho ông nè. Bữa nay là chị Diệu Liên An làm cho cái sàn lại nè, nên hôm nay đi rất là chắc chắn. Cái bịch đâu? Có nước mắm nữa nè. Con lấy nước mắm đổ chấm cái này nha. Chấm đi ăn nha. Ăn á, quay tầm nào. Một cái cho. Ngon không? Quá ngon, hô hô. Quá ngon, bữa nay là quá ngon luôn. Kiến không là kiến luôn. Và thùng nước của ông. Ông ăn đi. Hôm qua sửa nhà cho ông đâu con đâu có ở đây đâu. Con đi con đi Gia Lai rồi. Hôm nay là ông được làm nhà mới nè, làm lại sàn nhà. Được một Mạnh Thường Quân, đó là chị Diệu Liên An kết nối với duyên để làm nhà cho ông, làm lại cái sàn nhà. Ăn thịt đi, ông ăn thịt chấm mắm đi, ngon. Nãy vô á là ông nói là ông ăn cơm rồi, sáng không ăn rồi. Trứng, đúng rồi, món ông yêu thích nhất vẫn là trứng. Đúng. Ngon không à? Ngon ha. Uống sữa, lấy bịch sữa trong uống. Đợi con xíu nha. Không ăn ông phải uống nước, uống sữa chứ không là nghẹn. Đấy. Mấy bữa vô nhà ông mà đâu có dám ngồi vậy đâu. Sợ sập cái nhà đâu dám ngồi. Bữa nay là tự tin ngồi luôn á mọi người. Cái sàn này nè. Uống nha ông. Ngon ha.
Sao? Ngủ được ngon. Ồ. Chập đài. Chập chập chập. Ăn, ông ăn thịt đi. Ăn đi. Ăn thịt cái này là đậu hũ vô thịt á, nó có cái thịt trong đây nè. Là nếu như mà quý vị khán giả có xem một cái video trước cái video này á, là vào một buổi tối, nghe là khoảng 9-10 giờ gì á, là Duyên với lại chị Diệu Liên An có lên thăm ông tầm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ tối, thì lên trên tình trạng là ông cũng đói, xong rồi phát hiện ra ông có cái nồi đồ ăn bị ôi thiêu, cái sàn nhà của ông là xuống cấp rồi, thì mình đi có khi là sập lúc nào không không biết luôn. Thì chị Diệu Lương An có phát tâm nói là qua ngày hôm sau là chị sẽ nhờ chính quyền địa phương ở đây hỗ trợ và nhờ cả mấy sư thầy ở bên chùa để làm lại cái ván. Thì sáng ngày hôm sau là Duyên có đi Gia Lai và chị Diệu Lương An có thông báo với Duyên, gửi hình ảnh là đã xong hết rồi, nên hôm nay Duyên trở lại đây để cho mọi người thấy được cái cuộc sống của ông hiện tại là cũng rất là sạch sẽ và ổn định. Một lần nữa thì Duyên cũng cảm ơn chị Diệu Lương An rất là nhiều. Cái bên đây là chụp hình thôi, à, chụp ông bố ăn gạch đó đó. Cái thịt luộc này ngon ha, thịt luộc nè, chấm mắm ngon đúng không? Dạ. Ở dưới này còn cái trứng nữa nè, không để có lấy một cái muỗng à, đây nè, còn cái trứng nè, không cái này nè, cái này là có thịt 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 heo trong này nè, thịt heo nhồi 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 đậu hũ nè. Ông ăn cái này đi, ăn cái này ngon lắm, ông cầm ăn đi. Đúng rồi, ăn gần vô Úc, chụp gần vô. Đúng rồi, ông ăn đi, bấm quay cái này ngon. Ông chấm mắm đi, chấm mắm cho dễ ăn, nó vừa ăn ha. Đây còn một miếng nữa nè, đây còn một miếng nữa nè, tí là ăn không hết ông bỏ, ông đừng có ập cái hộp lại, ông để dành chiều ăn nha, ăn không hết ông để ra ngoài nè cho nó không có bị thiêu, chiều ông ăn. Quay cái muỗng lại, ông quay cái muỗng lại. Ngon quá. Đăng. Đây có lẽ là cái khoảng thời gian mà Duyên biết được ông á là rất là sạch sẽ này, nhà cửa của ông gọn gàng này, những cái đồ gì mà nó cũ kỹ thì chị cũng đã vứt hết rồi. Cũng cảm ơn chị Diệu Lan Anh rất là nhiều. Hiện tại thì gỗ sàn gỗ còn dư mấy tấm gỗ á, nhà có một bình nước 20 lít cho ông luôn, mùng mền chiếu gối lúc trước mua á, bây giờ lấy ra dùng luôn, tô chén nhựa rất là nhiều, vân vân và vân vân. Thì ở đây Duyên có thấy có một cái chỗ trứng gà này, ông vẫn ăn rất là ngon đó. Trời ơi, nó bị cái này hồi nào, cái này hồi nào không bỏ cho gà ăn nha. Hả? Cho gà ăn đi, kiếm không à. Cái này đồ ăn chắc có lẽ là hôm qua chị Diệu Lương An lúc làm nhà cho ông xong á, mua cho ông á, mang không hết, kiếm con để đây, không sợ lấy đồ ăn lắm nên phải để đó. Khổ caramel girl to girl á. Đây là kiếm, ở đây là có cái lỗ đó, dưới này là có gà.
chén không à. Cái bếp á, ông lên lửa đi cho đồ ăn nó khỏi bị hư nha. Tí nữa ông nhóm lửa đi nha, con không biết họ Nhúc nhóm đây nè, đốt đốt lửa lửa lên lên á á. nha. Rồi ông Đang ăn ăn nữa lửa không, không? ăn thêm đi, ăn thêm đi ha. Yếu quá, cắn sưng mình luôn này. Đốt lửa hầm đồ ăn cho ông luôn. Đây Đây cái cái bếp bếp mới mới nè. nè. Cũng chẳng biết mỗi khi ông đốt mình cái gì mà nó cháy nữa. Tắt nữa không? Tắt không? Ủa ông có cái gì á? Cũng lâu rồi á, mình mới thấy ông bữa nay ăn hết hộp cơm mà khi mình mua. Mỗi khi ông ăn đâu có hết đâu, ông để dành cơm lại chiều ông ăn. Bữa nay là ông ăn hết hộp cơm. Thì có lẽ là chiều ông sẽ nấu cơm mới, tại vì gạo cũng còn. Đồ ăn này, và Duyên có để cái bếp lửa bên đây cho nên đang hâm lại đồ ăn á. Cả nhà. Con hô hết hết cái hạt cuối cùng luôn rồi, ngon ha. Bả muỗng vô cho con đi, không để muỗng qua đây chiều ăn cũng dục cái hộp đi. Ok quay off để chúng đó ăn thêm thịt luộc đi. Rồi, ăn mặn chưa? Rồi nghỉ ngơi nha, con đi về nha. Cũng cảm ơn chị Diệu Diệu Liên An một lần nữa để giúp ông làm lại cái sàn nhà, và cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong ban nguồn nước trong thời gian qua luôn đồng hành để hỗ trợ kết nối với Duyên, hỗ trợ ông cụ. Chúc tất cả đều thật nhiều sức khỏe và bình an. Bye 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 mọi người.